Xin chào các anh chị, xin chào các nhà đầu tư, xin chào những người bạn của Phan Anh. Bài học này thì tôi sẽ nói về các cái tâm lý trong cái quá trình trading coin, tâm lý đầu tư, đúng không ạ? Thì tâm lý ở đây thì nó sẽ chia thành nhiều dạng tâm lý trong đầu tư. Thì chúng ta thấy là nó sẽ thống kê là có 3 dạng cơ bản, đúng không ạ? Tâm lý tham lam, tâm lý sợ hãi, tâm lý đám đông, đúng không ạ? Và tâm lý phân vân. Thì như vậy là chúng ta thấy là nó cũng có mấy cái tâm lý cơ bản. Thế thì đấy là xếp ra thì chúng ta có 4 cái dạng cơ bản như vậy, đúng không ạ? Thế nhưng mà phân chia ra thì nó lại sẽ có dạng là tâm lý của chính mình và tâm lý của đám đông. Thì mình phải xem là tâm lý của đám đông như thế nào. Và khi tâm lý đám đông nó đi theo cái chiều như thế này thì mình làm thế nào để mình có lợi? Luôn luôn phải nghĩ như thế. Mình phải suy nghĩ là thị trường sẽ đi như nào, các nhà đầu tư sẽ đi như nào, cá mập sẽ đi như nào, và mình sẽ làm gì trong trường hợp đó. Mình có thể đi cùng với cá mập hay là mình đi sớm hơn cá mập hay là mình đi sau cá mập, ví dụ như vậy. Thế thì cái tâm lý mà tôi gọi nó là cái tâm lý sợ hãi, đúng không ạ? Tâm lý tham lam, đấy là hai cái đối nghịch của cái việc là chúng ta muốn có nhiều hơn và chúng ta sợ mất hơn, có đúng không ạ? Vâng, tâm lý tham lam là gì? Bây giờ nó đang lên, mình lại muốn là nó lên một tí nữa mới bán, đúng không ạ? Tâm lý tham lam cũng có thể là bây giờ nó đang xuống, mình xuống đợi một tí nữa mình mới mua. Cho nên đôi khi chúng ta sẽ lại cứ đứng ngoài ngồi chờ và cơ hội nó vượt qua mất, đúng không ạ? Vậy thì tôi khuyên các bạn là gì? Dù cái tâm lý đó, các bạn cần phải giải quyết vấn đề nào, mình phải đưa ra được cái mức giá mà đợt này là mình sẽ mua, và mình chia thành các bước lệnh ra mình sẽ mua và mình cứ mua như thế. Còn tất nhiên mình có thể điều chỉnh tại thời điểm thị trường cụ thể, được chưa ạ? Và thứ hai nữa là cái tâm lý đám đông thì mình sẽ thấy là khi thị trường đi xuống liên tục thì tâm lý đám đông nó vô cùng sợ hãi, bán tháo. Vậy thì mình sẽ làm gì, đúng không ạ? Mình sẽ làm động tác mua vào. Đấy, khi mà thị trường đi lên, đúng không ạ, tất cả mọi người hưng phấn, đúng không ạ, mua vào, thì mình sẽ đợi đến một cái mức giá mà mình đã target rồi, bán ra. Đấy là những cái về mặt lý thuyết mình sẽ nói về tâm lý gọi là tham lam và sợ hãi. Người ta nói là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam, đúng không? Thì chúng ta phải suy nghĩ điều đấy và chúng ta đặt các cái KPI về chốt lời và cắt lỗ số phần trăm cụ thể và khớp lệnh cứ đúng như vậy. Sử dụng cái đầu lạnh để làm chứ không phải theo cảm xúc, được chưa? Thế một cái tâm lý nữa chúng ta thường gặp đấy là tâm lý phân vân. Tức là phân vân là khi chúng ta các nhà đầu tư là phải ra quyết định là có mua hay không mua, ra quyết định bán hay không bán, đúng không ạ? Chúng ta lần trần vì chúng ta không biết là nên như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta quyết định nó có thể hơi chậm. Với những người có nhiều kinh nghiệm hoặc có nhiều tiền họ có thể mua rất nhanh, với những người mà có ít tiền và ít kinh nghiệm họ có thể mua rất là chậm, đúng không ạ? Hoặc là họ lần trần đấy. Thế thì nếu mà chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái dấu hiệu tăng giá hoặc là dấu hiệu giảm giá để ta ra quyết định, hoặc là chúng ta nhìn thấy là chúng ta đưa ra các kịch bản, nếu tăng thì mua như này và sau đó bán giá nào, và nếu giảm thì mua như này sau đó bán giá nào, thì chúng ta đưa ra các kịch bản và chúng ta sẽ quyết định. Và hãy nhớ rằng mỗi một cái đồng coin hay là mỗi một cái lệnh, chúng ta hãy đặt một cái khoảng thời gian là cho phép tối đa là 30 phút hay 1 tiếng hay là 1 ngày hay 1 tuần, tùy vào cái việc các bạn cần đến bao lâu nhé. Hãy đặt ra cái mục tiêu gói gọn là trong cái khoảng thời gian đó, 30 phút cũng được, 1 tiếng cũng được, 1 ngày cũng được, 1 tuần cũng được, 1 tháng cũng được, nhưng phải ra quyết định, chứ không thể ngâm tôm đấy nó thối, đúng không ạ? Quyết định là đầu tư hoặc quyết định không đầu tư, vào lệnh hoặc không vào lệnh, đấy vẫn là quyết định, nhưng phải ra quyết định. Đấy, nhưng ra quyết định dựa trên kinh nghiệm, dựa trên phân tích, dựa trên cái tín hiệu tăng giá, dựa trên các phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Và nếu như trong trường hợp không có thông tin nào thì ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, đúng không? Thì cái đấy là cái mà tôi vẫn khuyên mọi người trong cái vấn đề về tâm lý, đúng không ạ? Mà mình phải giữ vững tâm lý, mình phải kiểm soát, nói chung là kiểm soát cái phần lời lỗ và thời gian. Bởi vì đối với chơi coin thì cái khớp lệnh khoảng thời gian nào là rất quan trọng, đúng không ạ? Cắt lỗ chốt lời rất nhanh trong vòng thời gian này, và trong vòng cả vấn đề liên quan đến cái mức phần trăm nữa. Hãy nhớ rằng là 5-10% là mức target bạn có thể mua và bán được rồi, lời và lỗ được rồi, đừng nên quá tham, được chưa ạ? Vâng. Và mình cũng cần phải biết tâm lý đám đông, đúng không ạ?
và mình xem là thị trường nó đi theo như nào và mình hãy tìm ra cái lợi ích cho mình. Hoặc là tâm lý sợ hãi, đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải xem. Thì để chúng ta sẽ biết, chúng ta nghiên cứu và chúng ta sẽ hỏi các nhà đầu tư khác là bây giờ nếu họ lên thì như thế nào, nếu họ xuống thì như thế nào. Mình sẽ tìm ra được cái lợi ích cho mình. Thì thực ra nó đã là tâm lý thì nó cũng rất là khó theo dõi, rất là khó nắm bắt bằng công thức này công thức kia, nhưng mà chúng ta hãy đọc thêm những cái cuốn sách hoặc là những cái tài liệu nói về tâm lý đám đông hoặc là tâm lý đầu tư, mình sẽ hiểu và mình cố gắng là mình bắt được cái xu hướng, cái quyết định tốt nhất cho chính mình, còn đừng tốt cho tất cả thị trường, đúng không? Thị trường luôn có người mất và luôn có người được. Khi họ mất tức là mình được, và khi mình được tức là họ mất, khi mình mất tức là họ được. Đấy là nguyên tắc. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ cần hiểu bốn cái tâm lý đấy và chúng ta lựa chọn cái tâm lý cho riêng chúng ta, lựa chọn cái quyết định cho riêng chúng ta để có lợi ích nhất, được chưa ạ? Vâng, thì tôi xin phép mà chia sẻ một số những cái tâm lý như vậy, đúng không ạ? Ngoài ra thì tôi cũng sẽ trình bày với các bạn thêm một chút là những cái quan điểm sai lầm dựa trên các nguyên tắc đầu tư, đúng không ạ? Ví dụ như là mình thường là sai lầm do thiếu kinh nghiệm, không học hỏi, mình đã chơi rồi, đúng không ạ? Mình nghe và mình bị xúi giục, đúng không ạ? Vân vân. Đấy, rồi thì mình vào lệnh khi nghĩ rằng là nó tăng hoặc nó giảm, thế nhưng mà nó lại tăng hơn nữa, nó giảm hơn nữa, đúng không ạ? Mà vấn đề ở chỗ là mình phải có kế hoạch trước, đúng không ạ? Target vùng mua, target vùng bán, target giá mua, target giá bán, phần trăm lời, phần trăm lỗ, đúng không ạ? Rồi thì mình hay mua tất tay, đúng không ạ? Bởi vì là mình nghĩ rằng là nó sẽ lên hoặc nó nghĩ rằng nó xuống, thì vẫn luôn luôn chia vốn ra, luôn luôn bảo đảm vốn, chia vốn thành nhiều phần ra, đừng bao giờ tất tay, được chưa ạ? Vâng, cũng đừng bao giờ là bỏ hết số vốn của bạn vào một đồng nào đấy, đúng không ạ? Cũng rất là nguy hiểm. Rồi cố gắng bắt đáy, cố gắng bắt đỉnh, bởi vì chúng ta không thể biết được khi nào đáy và khi nào đỉnh, đúng không ạ? Rồi xem video của anh Phan Anh, thấy anh Phan Anh giới thiệu chơi margin, đúng không ạ? Chơi margin trading thì chơi bằng cách là vay vốn của sàn để đánh, để tăng cái tiền lời lên. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không biết chơi, chúng ta có thể là thực ra đấy là một thảm họa, chúng ta sẽ mất nhiều tiền hơn, đúng không ạ? Vâng, thế rồi thì chúng ta cũng quá tin tưởng vào phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Nhưng mà phân tích kỹ thuật đôi khi nó cũng không có ý nghĩa gì trong thị trường mà tin tức nó biến động như thế này, đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng dành rất nhiều những cái thời gian cho việc chơi bằng kinh nghiệm mà chúng ta cũng không học những kiến thức đầu tư chuyên nghiệp, có đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng chơi quá nhiều lệnh, đúng không ạ? Chúng ta chơi quá nhiều lệnh, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên chơi quá nhiều lệnh. Đấy, quan điểm của tôi là chơi ít lệnh thôi, một tuần có thể vào một vài lệnh và chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng nó lên hoặc cái xu hướng nó giảm rất là rõ rệt thì chúng ta hãy vào, thì như thế sẽ an toàn hơn. Tức là chúng ta sẽ bắt sóng theo sóng ngày và sóng tuần. Đấy, hoặc là sóng Helios, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem, chúng ta phân tích sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4, sóng 5 theo cái sóng Helios và theo cái thời gian có thể là 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, 10 ngày, không vấn đề gì cả. Đấy, chúng ta chơi quá nhiều lệnh thì như thế là chúng ta không kiểm soát được, và thứ hai là mất rất nhiều phí sàn. Thế rồi thì chúng ta cũng có quá nhiều cái khoản đầu tư liên quan đến các cái đồng coin khác nhau. Chúng ta hãy cơ cấu những khoản đầu tư, các cái giỏ hàng của chúng ta hợp lý. Tôi nghĩ là khoảng độ 5 đến 7 đồng, 5 đến 7 giỏ hàng là được rồi, không cần quá nhiều, đúng không ạ? Thị trường này thì là một thị trường rất là đẫm máu, đúng không ạ? Tiền nó sẽ chảy từ túi này sang túi người khác. Cho nên là hãy cẩn thận và hãy học cách thích nghi, hãy học cách học từ sai lầm của chính mình. Không ai không sai lầm cả, kể cả những người đầu tư thành công nhất, họ cũng có những sai lầm. Thì hãy học từ những sai lầm của chính mình. Hãy phát huy cái tâm lý rồi các cái biên độ, các công thức của riêng mình, và sau đó thì hãy kết hợp, và luôn luôn là trong một thị trường đi xuống mà mọi người đang rất sợ hãi thì hãy mua vào, nếu hết tiền thì hãy dùng phương pháp ủy thác, tức là mình sẽ tiếp tục kêu gọi tiền của người khác vào nữa. Dùng phương pháp ủy thác là một phương pháp rất tốt, và đánh với các lệnh margin long hoặc là short trong polo chẳng hạn, hoặc là đánh với các cái lệnh vay sàn cũng rất là tốt, nhưng mà mình phải quyết tâm và cứng rắn, đúng không ạ? Thì trên đây là một số những cái phần tìm hiểu của tôi, những nghiên cứu của tôi về tâm lý đấy, trong đầu tư, đặc biệt là trong đầu tư coin, và một số những cái kinh nghiệm mà tôi nhận thấy rằng là các nhà đầu tư thường hay sai lầm khi mua những cái đồng coin, khi trade hoặc là khi invest, đúng không ạ? Và rất hy vọng là các bạn đã giúp ích và học hỏi được cái điều gì đó.
cho cái quá trình phát triển của các bạn và có quá trình đầu tư của các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu các bạn có góp ý gì cho toàn bộ khóa học cũng như là cho các video của tôi thì hãy góp ý cho tôi để tôi có thể bổ sung thêm được các bài học chất lượng hơn nữa cho các nhà đầu tư và cho các anh chị. Vì một cái mục tiêu rất là tốt đẹp đấy là giúp các anh chị kiếm được nhiều tiền hơn, hoặc ít nhất là không bị mất tiền, không bị vỡ nợ, không bị ra đê, có đúng không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chào.